Xin chào những khán giả thân mến của Polarsuri Channel. Thương hiệu Patek Philippe đã ra mắt chiếc 5470P 1/10 Second Monopusher Chronograph, là đồng hồ đeo tay đầu tiên có khả năng đo và hiển thị 1/10 giây. Sở hữu bộ chuyển động lên cót thủ công hiệu năng cao và nhiều cải tiến mới. Chiếc 5470P001 có thể đo và hiển thị tới 1/10 giây, đồng thời duy trì mức độ chính xác suốt quá trình vận hành. Để có thể chinh phục thách thức cơ học này thì nhà sản xuất dựa trên bộ máy CH29535PS ra đời năm 2009 với 6 bằng sáng chế và không ngừng cải tiến tới ngày nay. Tần số tăng từ 4 lên 5 Hz, 36.000 dao động trong 1 giờ hoặc 10 bước mỗi giây. Và bộ chuyển động trang bị cơ chế đếm giờ riêng cho khả năng đo chính xác 1/10 giây. Đảm bảo đọc thời gian đơn giản và nhanh chóng, các nhà phát triển bộ máy đã nghĩ ra một hệ thống đồng tâm có bằng sáng chế với 2 kim trung tâm. Mỗi kim được điều khiển bởi cơ chế riêng của bộ chuyển động. Kim dây làm bằng thép rhodium cho phép đọc dây theo cách truyền thống, còn kim đếm 1/10 giây quanh mặt số trong 12 giây chia thành 12 cung, mỗi cung gồm 10 phần tương ứng với phần 10 giây. Kim phần 10 giây phủ màu đỏ làm từ chất liệu Silva để giảm quán tính của kim trong quá trình hoạt động. Riêng quá trình phủ màu lên kim Silva đã sở hữu 2 bằng sáng chế. Để đáp ứng 3 mục tiêu về hiệu quả, độ tin cậy và chính xác, nhà sản xuất đã tích hợp tổ hợp điều chỉnh Oscillomax công nghệ cao được giới thiệu năm 2011 với 17 bằng sáng chế bởi nhóm kỹ thuật Patek Philippe. Họ cũng đứng sau nhiều cải tiến nổi bật trong loạt nghiên cứu nâng cao. 7 cải tiến có bằng sáng chế bổ sung được phát triển cho bộ máy 29535PS 1/10 mới, có phần giảm tiêu hao năng lượng, bảo vệ bộ chuyển động khỏi tác động từ các va đập và giảm thiểu nguy cơ bị vỡ trong trường hợp bất cẩn. Mẫu đồng hồ từ loạt Grand Complication khoác lên mình bộ vỏ Calatrava bằng Platinum với hai bên sườn được trải sức satin. Thiết kế toát lên tinh thần khỏe khoắn, năng động với các điểm nhấn từ nhiều chi tiết như tông đỏ của kim phần 10 giây, dây da bê xanh hải quân dập vân vải cùng những đường khâu đỏ tương phản. Không biết bạn cảm thấy như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới và đừng quên like video cũng như subscribe Polarsuri Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!